Quá ngon luôn, xuất sắc, xuất sắc, xuất sắc, xuất sắc. Được, 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 được. Ui, quả đấy con cần cầm ngón này chứ. Hả? Quả đấy con cần cầm ngón này, con giật. Bảy ra chưa, bảy được chưa, bảy chưa? Nó mắc là. Đâu? Vẫn còn không? Đừng, 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 đừng có bảy quá, đừng bảy quá. Đừng bảy quá, đừng bảy quá. Đấy, con kệ nó, kệ nó, kệ nó, kệ nó. Ấy, ấy, ui, con này to thế. Ui, đây, sao ra đây, từ từ bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi, bình tĩnh nhá. Ngon luôn. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng, con to phết. Để bố lùi thuyền ra đã nhá. Lần đầu tiên con còn đang cầm máy bằng ngón này. Ai, ngon luôn. Xem nào to không? Được phết. Cho nó ngậm sâu vào mồm. Các bác thân mến, hôm nay là một ngày hoàng hôn tuyệt vời, sáng sớm tinh mơ, bây giờ là khoảng tầm chắc là cũng phải tầm 6 giờ. Giang sáng sớm đã đường con rồi, quay đi con, quay tiếp cái đường trước mặt đi. Đấy, khoảng cái đường đấy. Quay là cắn ác phết. Đẹp thế, hoàng bình minh. Đấy, ném cái đường trên đấy, cái đường chỗ cái đoạn cỏ trống đó. Đấy. Các bác thân mến, các bác có thấy cảnh đẹp không? Sáng sớm đi câu lùa, mặt trời đang hướng này. Giang đang được mũi con đầu tiên rồi. Nó phải chờ trời nắng lên một chút. Cái mùa này thì cá nó sẽ ăn tương đối là chậm. Và thứ hai nữa là nó sẽ cần cái ánh sáng mặt trời tốt lên để nó ra khỏi các cái bụi lấp của nó ấy, nấp ấy. Chứ nó không làm phục ở ngoài bãi cỏ dề dề này như các cái mùa nước ấm mùa hè đâu. Mùa miền Bắc của mình mùa này câu là hơi khoai. Đấy, chạy thẳng cái đường trên. Đẹp quá. Nay câu về làm món gì? Em trong cái gì con, em không ngồi ngoài. Trưa đây các bác ơi, ăn trưa ngay bên hồ, bên siêu du thuyền đây. Trời hôm nay gió kích khủng khiếp. Ôi giời. Ăn này có mỗi ăn cháo, ăn liền, trứng luộc, xúc xích, hoa quả, hạt ngũ cốc. Gói lung tung quá. Ăn đi con, ăn đi. Ăn đi. Ok chưa? Hôm nay có đệ đi câu, hôm nay có đệ làm tài xế các bạn. Kéo đây, cho thẳng ra cái đầm phía kia. Cái chân chụp xuống kia. Đấy, đúng xuống xuống, đấy. Đều tay, đều tay. Đều tay. Cua trong bên phải một tí. Đúng, ngoái luôn. Rồi, giờ cất mái chèo. Cất mái chèo đi. Mở mái chạy, cắm thẳng vào cái hàng cái chỗ cái bao tải trắng kìa. Đấy, chỗ trắng trắng kìa, thấy chưa? Thấy luôn. Đúng không? Cua một vòng tròn. Đánh võng, cua đi. Đúng không? Đấy, nó cua bên nào thì nó ngược lại, nhớ chưa? Nó sẽ ngược lại cái hướng mình cần chạy. Rồi, đi thẳng vào cái đám cây hoa quả mai kìa. Thấy chưa?
mấy con? Mổ cả ba luôn hả con? Hôm nay bọn tôi đi thì được ba con, hôm nay tôi thua Giang là mình được mỗi con thôi. Giang được hai con to, tôi được con bé. Nói chung là cũng trượt mấy phát thôi, nhưng mà tất cả những cái trường hợp trượt là không tính, không được liệt kê. Chỉ biết là kết quả mang về là hôm nay được ba con cá ở đây. Anh làm món gì con? Nướng à? Thanh niên đi câu xong là về tự mò mẫm mổ cá nướng. Nướng ăn đấy à? Ăn kiểu ghém à? Ok. Ngon luôn. Thì nếu mình làm một cái đoạn phim cá quả đi câu về thì thường gia đình tôi hay ăn kiểu nướng lên xong là mình ghém với lại rau thơm ấy các bác. Hôm nay trời nó gió quá, trời nó ấy quá, nó kiểu gió nó lăn tăn vào cái bờ ấy, cá nó không đứng ở ngoài, đứng sâu mà mình ném mồi cá nó cắn nó không phát hiện rõ lắm đâu. Đây ngoài trong kia được hai con đấy kìa. Con to kia chắc được khoảng tầm cân 1. Tối nay ăn hết là cả ba con à? Đó. Nướng cả ba à? Không. Nướng con to đấy, hai con kia cất đi à? Đó. Tự mò mổ cá, tự câu tự làm nhá. Hôm nay ăn cá ghém thì bọn tôi có bẻ được một chùm quả sung nữa rồi các bác. Cái đoạn bẻ sung thì buồn cười lắm, tôi có một đoạn ngắn đấy thôi. Để ăn thì cái này một mang về để cho mẹ tôi làm cái món muối, sung muối. Thế còn Giang thì bỏ sắt đây là con to nhất đấy à? Ừ. Bây giờ tẩm khâu tẩm ướp cái gì? Tẩm ướp với lại cái gì đây? À, hả? Muối hạt dổi. Có cho ớt không? Mà khén nó cho chứ. À mà khén rồi lẫn nhau rồi kia kìa. Cho thêm mà khén thì nữa còn ít quá. Xong rồi thì nướng. Thì hôm nay mà tôi gia đình cũng không nướng bằng bếp than đâu. Vì là nó hơi muộn. Ôi nó còn sống à. Nên nướng bằng bếp điện thôi. Chết rồi. Chỉ chẳng nó ngắt ngát tí thôi. Ngon nhỉ con này. Con này là con Giang câu được sáng nay đầu tiên. Với trời nó hơi lạnh. Ăn gấu luôn. Thế nào, nướng một cái này cũng ngon phết đấy các bạn. Nướng một cái lò bếp chiên không dầu ấy, nó cũng nhanh. Nhanh và thứ hai nữa là có thích nướng cái đầu thì nướng. Ok, rồi, bỏ vào đi. Đặt bao nhiêu độ đây? Mười lăm phút à? Ok. Thì nó sẽ thơm lừng luôn. Còn 6 phút nữa là chín các bạn. Hôm nay tôi xin phép và tôi quay bằng cái điện thoại, nó cũng hình ảnh chất lượng không tốt lắm. Thật ra cái món này mà ngon thì phải bằng cái bếp bằng rơm cơ. Nhưng mà thôi, rơm không có thì các bác nướng kiểu này cũng được. Còn đây là một cái món cho tối nay thì tôi phải uống bia rồi. Có bò nộm à, xem mượn tí xem đấy. Con trai đi câu cá về nấu ăn cho mẹ nó, cứ suốt ngày mắng là đi câu không được cái gì thì được con cá ăn đấy. Món này cho uống bia hợp các bạn. Tối nay có cả canh hến à, canh hến nấu với bầu à, nấu rau cải à. Món đi, món gì đấy? Món trứng đúc. Thịt à? Thịt. Uầy, món này còn ngon hơn món cá này Giang ơi. Trưa nay mình ăn khổ, hôm nay giờ mình được ăn ngon này Giang ơi. Ngon thế. Ok.
Ok, xem nào. Chưa vàng mấy cuộn. Thế này được rồi nhỉ, chín là được đúng không? Thế ra mình nướng bằng cái kia thì nó mới khô. Thích khô nữa thì quay thêm. Thích khô nữa quay thêm thôi á. Nhưng mà thế này cũng được rồi nhỉ. Ăn thế này cho nó mềm nhỉ. Nó chưa khô lắm các bác ạ, nhưng mà nó chín rồi, chín rồi. Cá thì chín rồi. Cá thì nhanh chín rồi. 15 phút. Cứ để nguyên thế này cho nó nóng cuộn. 200 độ C 15 phút. 200 độ C trong 3 phút thôi. 200 độ C 3 phút à? Thế vừa nãy bao nhiêu? Vừa nãy 185. À 185 à? Thế nướng 2 lần à? À 15 với lại cộng với lại 3 phút à? 18 phút. Cơm đây, hôm nay các chiến sĩ đi câu cá về được chiêu đãi bữa cơm rất là ngon. Hôm nay uống với bia. Đây, ui con thằng Giang để con cá này nhìn mồm lên đều thế Giang. Cho nó xuống đi con. Cái thằng Hâm bầy chả đẹp thế nào con, ai bầy này. Đấy, bầy này đi chứ. Nào, xem nào hôm nay có những món gì. Mà bố ăn cơm đi, bố ăn cơm đi. Mày ăn cơm đi. Hôm nay là có đây, cá quả Giang câu được con to này để nướng này. Thì mình sẽ ăn kèm với lại giống như món tôi đã nói này. Là mình ăn với lại còn bánh đa nem nữa mà con. Linh đang đi mua. Giờ mới đi mua. Chuối xanh này. À đây chuối xanh thì tôi đã bày xong bên này rồi. Chuối xanh này. Quả dứa này, dứa cắt hơi xấu. Quả sung hôm nay bẻ ngay ngoài ven hồ đấy. Có cái sung quả rất là ngon. Sung này. Rau thơm thì có cái rau rau mùi sao giờ nó to thế nhỉ? Đây bánh đan em nữa, với lại rau xà lách này. Rau gì nữa? Rau rau thơm. Rau rũi. Bánh đan em. Giang gói cho bố một cái. Còn cơm thì hôm nay dạ, trưa nay em ăn không ngon, tối nay về ăn ngon thế này. Trứng trứng gọi là trứng gì nhỉ? Trứng ốp. Trứng đúc. Trứng đúc thịt. Anh hến. Rau xào. Món uống bia hợp lắm các bạn. Nếu mà định anh em đi câu về cố gắng làm tí để mình thưởng thức, chứ còn các quả nướng không thì ăn nó cũng chán. Đấy, làm một gói như này. Có tí bún nữa. Cứ cho nhiều thịt vào, có cá vào. Ăn không hết được đâu. Thế còn hai con thì định mai làm cái gì? Mẹ kho. Kho á? Nghĩ thế. Đây, cho tí bún cho bố. Tí thôi. Rồi, còn rau thơm, à cái quả kia nữa. Dứa một miếng này, chuối xanh một miếng này. Chuối xanh một miếng thôi con. Nhiều miệng quá nó chát. Với lại quả ấy, hai miếng đấy. Rồi, xong luôn. Đấy, đưa bố, đưa bố. Đặt đây. Xem nào, xanh cho bố cái, bố không xanh được. Ok, nhìn cái miếng cá đây. Cá nướng này mà nướng rơm thì nó sẽ rất là thơm các bạn. Mà nó khô. Bún này. Quả sung này. Dứa này. Xà lách này, rau thơm ở dưới rồi này. Chuối xanh này. Xong rồi đâu mình gói vào mình chấm. Tôi quay xong rồi, bây giờ vẫn buộc phải nhờ cu Giang gói hộ, bởi vì là mình cầm cái điện thoại ấy. Mình không tự gói được, phải nhờ người khác chặt tay một tí con ạ, nó mới ngon. Rách rồi. Rách à? Rách cũng được, rách cũng ăn. Không vấn đề gì hết. Đâu chấm cái nước nào đây? Cái này hoặc cái kia. Đây, chấm cái này. Cái này phải đúng là phải chấm vào cái bát của riêng mình ấy nhỉ. Bố lại mang múc cơm rồi. Sẽ nào. Cá ngon phết Giang ạ. Khô vừa tầm. Món này đúng là ngon. Anh em đi câu về ngồi
Thì hoài làm tí mà uống bia rất là hợp. Cái này ra bãi mà câu làm luôn ngoài bãi ra nhỉ. Nhưng mà bãi mình không có rau thơm thứ nào mang đi đi. Ra làm luôn ngoài bãi. Nhưng mẹ con dao con.